Hello nha Nam. Ăn về buổi chiều nha Nam ơi. Ngập xăng luôn rồi nè. Thấy không? Em cũng tranh thủ tí xíu review tổng thể cho anh em tham khảo. Chúc anh chị em buổi chiều vui vẻ, có thể dục thể thao dạo này. Dạo này ít thể dục thể thao quá. Từ lúc Covid giờ như là vô sân bóng giờ chắc chạy hết nổi luôn á. Rồi, cái này của ít thái nha cả nhà. Xe này còn khá là đẹp. Đẹp lắm. Áo sống rồi rin hết nè, chắc xe rin, bạc sơn rin hết. Cả nhà dòm nha. Sẵn ở gần nó thì làm trước nó luôn, làm nó trước luôn. Mới rửa gáy xong. Nó thấy không? Quá đẹp, chạy chỉ tí xíu mà chỗ này. Yêu liền trắng tư luôn. Cái này rim lục 99 nha. Cái này phép mới lên video rồi anh em rảnh tay qua bên cái nhà trang cá nhân của dòng nhân phép anh em xem giùm, rất là chi tiết. Cọp đó, này nhận cọp đó, cũng có video riêng rồi, nào có video riêng rồi phép đi thoáng qua nha. Này quay gỡ đít FI bên mâm thắng đĩa ha. Đời 2020. Còn này nô 5 nè. Nô 5 này rất là đẹp. Ha, cái màu này là ngay gu của em luôn. Xanh GB, nô 5 xanh GB nhìn đẹp anh em. Nhầm lốc luôn nè. Thấy không? Xe này đi đâu tầm 5-6 ngàn cây vậy thôi. Còn rất là đẹp. Hai chìa khóa luôn nè. Ừ, 6 ngàn cây ha, mấy cái lẻ lẻ bỏ đi. 20-30 cây đó thì nói chung là không nói lên được điều gì đâu. Làm vòng một là nó đủ rồi. Quá đẹp ha. Không chạy chỗ, không té ngã, không thấy lỗi gì hết luôn. Áo rất là đẹp luôn. Bạc sơn đẹp, mâm miết chung đẹp, đẹp toàn diện luôn. Ơi, chạy mới có 5-6 ngàn đó thì thấm thiết vậy. Rồi, tiếp Econo này em cũng có video rồi. Anh em quan tâm thì qua video xem nha anh em ơi. Cái chất xe này nói chung là phép bán 3 mấy triệu, phép cảm nhận là không có cao đâu nha anh em. Tại vì Econo giờ nó cũng hút lắm. Đối với chất xe mà như thế này thì rất là VIP rồi. Còn đầu máy nó chủ xe người ta nói riêng á mà em cũng coi không ra luôn ha. Nó gòn đen rồi, ốc rồi không dập cắn, nói chung là xe đó máy thì bị thầm, máy không nói tới là yên đế sắt còn nguyên riêng á. Rồi anh em qua video coi tiếp, tiếp tục tới cái 206 như nè. 206 này giá 29 triệu nha. 206 đẹp quá, xe đẹp. Dòm cái này thôi là thấy em rồi, muốn xuống rồi nè. Chống dựng mà chạy tới giờ gì đó. Lốc máy 206 luôn. Phép mới đảo vòng ở cầu 8 ngàn. Máy VIP 29 triệu ha. Để phép lấy cục bắn phép nẻ lên luôn để nó lộn. Tại vì 206 phép tới 3 chiếc. Còn chiếc cái đằng kho đang rửa dọn kho. Với đằng kho 27 triệu. Với đằng kho hồi nãy đậu ở đây phép nè. Phép nghe cái hơi không là phép cũng biếu rồi đó. Đã lắm. Ha, ốc tán đồ đẹp, câm đồ còn màu luôn. Đó. Tập này 206 mà tầm này là quá ngon rồi. Đầu máy nè. Lốc nói chung zin hết nha nè, zin hết. Nó là zin hết. Rồi Viva hay đẻ. V3 hay đĩa này 19 triệu như này mà. Bây giờ nhìn sao mà dồn vô hết nổi đây. Chỉ có cách chuyển lên kho bớt thôi. Quá trời nhiều xe luôn nha nè. Này có máy móc nguyên zin hai đĩa luôn. Máy nổ không nghe tiếng. Rồi.
này quay ếch, quét cái màu rất là độc luôn, màu riêu, xanh riêu. Máy nhất nè, đây phụ máy ra đây, nó cầm nè, cầm dàn khe luôn nha Nam, đó rất là đẹp luôn. Này đời bô có dĩ này vậy, chắc 2 là 7 quá nè, coi lúc máy. Anh em mà chơi xe chuyên nghiệp thì dòm cái đầu bò thấy là xong rồi, lon lá cờ nữa nè, con lá cờ nè. Thấy không? Đó, giờ mới cũ máy rồi lại xuống lúa rồi ha, quá dữ. Rồi này ếch đắc mo thì xe nguyên zin nha em, 42 triệu. Và cái dòng là máy chắc lắm ha, xe đẹp, xe bao đẹp luôn. Rồi à, cái này có clip rồi, neo kim với GT này có video rồi. Kim 2 là 7, kim 2 là 9, GT 2 là 8. Này GT này. Wow, mình đi tốc độ ra 2, 4, hơn 10 chiếc xe mình đi nè, mới có 6 phút mấy là muốn xong hết rồi. Rồi đi lướt ngang cái nữa nha em. Nói chung mấy xe có video rồi thì phép quay ít thôi, ít quay thôi. Quay bên này đi, video rồi. Lô năm đẹp quá, đẹp không một chiếc xước, không một chiếc chày, không một lỗi luôn. Eco no luôn. À, cái này 16 năm nha em, nô năm. Tại xe đẹp. Chứ anh em đừng có nói ở đó bán 10 triệu, ở đó bán 12 triệu, 7, 8 triệu cũng có luôn nữa anh em. Cái đó là có hết á, có thật. Anh em nói đúng đó. Nó nhưng mà tiền nào có nấy thôi. À, cái giá trị vật chất nó quy ra tiền hết à. Cái gì đấy? Cái gì cũng có cái giá của nó hết. Kể cả tiền ha, nó cũng có mệnh giá riêng của nó luôn. Tờ 500, tờ 200, tờ 1 xị, tờ 2 xị. Rồi, anh em chốt xe nào thì liên hệ luôn nha anh em ơi. Đây. Rồi, chúc buổi chiều vui vẻ nha. Bye bye.